viên bị chê nhất năm 2023, Dương Dương, Vương Hạc Đệ lọt top. Dương Dương và Vương Hạc Đệ đều bị chê diễn xuất dầu mỡ trong những tác phẩm lên sóng 2023. Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu. Liên Hoa Lâu là tác phẩm nâng tầm địa vị lẫn danh tiếng của Thành Nghị. Diễn xuất của anh trong phim cũng nhận nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn được chuyên gia công nhận là diễn xuất cao cấp. Dẫu vậy, Thành Nghị vẫn có một nhược điểm khiến khán giả thấy khó chịu khi xem phim anh đóng. Đó là cách đọc thoại, giọng nói của nam diễn viên không có lực, không tròn vành rõ chữ. Một số ý kiến khác cho rằng Thành Nghị có biểu cảm tốt, diễn xuất bằng mắt không chỗ chê nhưng khuôn miệng anh lại không đẹp, khi đọc thoại miệng cũng không mở ra, bài từ không chuẩn nên khiến người xem không thoải mái. Vương Hạc Đệ trong Dị Ái Vi Doanh. Diễn xuất của Vương Hạc Đệ chưa bao giờ là ổn. Anh từng bị chia tay tả trong Vườn Sao Băng và Ngộ Long, phải tới Thương Lan Quyết với tạo hình cùng thiết lập nhân vật cực tốt mới cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất. Tuy nhiên, tới Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ lại bộc lộ sự yếu kém khi vào vai tổng tài. Anh được nhận xét, ảnh tĩnh và clip phán quay thì rất khí chất, thần thái như tổng tài bước ra từ tưởng viết ngôn tình. Nhưng khi lên phim, có thêm Mộ Lộc diễn xuất thì Vương Hạc Đệ không thể hiện được vai tổng tài mà giống như thiếu gia con nhà giàu. Ngoài ra, nam diễn viên cũng bị chê diễn xuất gồng, gượng trong một số tình huống. Đặc biệt, giọng thoại của anh gây khó chịu cho khán giả bởi còn nặng khẩu âm địa phương, đài từ quá tệ, phát âm tiếng Anh kém sang. Dương Dương trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Không quá khi nói Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi sau khi phát sóng đã trở thành kiếp nạn của Dương Dương. Những tượng vai quân nhân vốn là sở trường của Dương Dương nhưng khi anh hóa thân thành Tống Diệm, ngay cả diện mạo đẹp trai cũng không cứu nổi diễn xuất thảm họa. Với vai Tống Diệm trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương từ đỉnh lưu hàng đầu đã bị chê bai toàn mạng vì vai diễn lố, gồng. Từ cách thể hiện của bản thân anh cho tới nhân vật đều khiến khán giả khó chịu. Sau Trương Hàn, tới lượt Dương Dương bị chê dầu mỡ vì cách thể hiện khoa trương, thái quá, thể hiện sự tự kiêu, tự yêu bản thân quá mức. Lưu Vũ Ninh trong Nhất Niệm Quan Sơn. Xuất thân từ ca sĩ mạng, khả năng diễn xuất của Lưu Vũ Ninh chưa bao giờ được đánh giá cao. Tuy nhiên, ở những bộ phim trước kia, khi anh đóng vai nam phụ, thể hiện những nhân vật có thiết lập không quá phức tạp thì vẫn nằm ở mức chấp nhận được. Phải đến khi anh diễn xuất vai nam chính bên cạnh chị đẹp Lưu Thi Thi thì toàn bộ khuyết điểm của Lưu Vũ Ninh mới được bộc lộ. Khán giả cho rằng không chỉ diễn xuất gượng gạo, cứng nhắc mà cả nhan sắc Lưu Vũ Ninh cũng không xứng để làm nam chính của Lưu Thi Thi. Bên cạnh đó, những ồn ào xoay quanh việc anh chiếm spotlight của bạn diễn, sửa kịch bản dù không biết thật giả nhưng cũng khiến cảm tình của khán giả với Lưu Vũ Ninh đi xuống. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.